các bạn, bây giờ thì chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai, nói về cái kỹ năng viết tin cho báo chí. Khi nói về viết tin thì chúng ta luôn luôn nhớ cho một cái chìa khóa, đó là phải có sự kiện. Có sự kiện thì chúng ta mới viết được ra tin tức, chứ chúng ta không thể là tự nghĩ ra được các cái sự kiện để đưa lên. Và cái gốc của sự kiện đấy là sự trung thực, sự chính xác của cái thông tin mà chúng ta đưa. Viết tin phải đảm bảo một cái nguyên tắc tính khách quan, tính công bằng trong lựa chọn các cái chi tiết để chúng ta đưa đến cho công chúng. Và chúng ta thấy một sự kiện diễn ra, nếu chúng ta đứng ở một cái góc độ chúng ta nhìn thì mỗi sự kiện nó sẽ có vô vàn các cái chi tiết khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn chi tiết nào để đưa vào tin? Mặc dù là cái ngôn từ của chúng ta có thể là khách quan, có thể là công bằng, nhưng mà cái cách mà chúng ta đứng để chúng ta lựa chọn một cái góc độ nào đó, và từ góc độ đó thì chúng ta mới tập hợp các cái chi tiết trong sự kiện. Do đó một sự kiện diễn ra, có thể là phóng viên của một cái tờ báo tòa soạn này thì sẽ chọn những cái chi tiết này để đưa lên tin, còn phóng viên của một cái tòa soạn khác nhìn ở một góc độ, ở một cái lợi ích khác thì họ lại chọn những cái chi tiết khác để đưa vào tin tức. Như vậy là cùng đến dự một cái sự kiện nhưng cách thức đưa tin có thể là khác nhau giữa các cái phóng viên, giữa các cái quan điểm của mỗi một cái cơ quan báo chí, tòa soạn báo chí, giữa các cái đất nước khác nhau. Phóng viên của đất nước này đến sự kiện này thì sẽ quan tâm ở cái góc độ này, còn phóng viên ở trong nước lại quan tâm góc độ khác. Do đó là cùng một cái cách thức đến cùng một sự kiện chứng kiến để đưa tin, nhưng chúng ta có những góc nhìn, cách thức chọn chi tiết đưa tin khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cái công thức viết tin sẽ như thế nào. Phóng viên thì luôn như những con ong thợ và liên tục sẽ cập nhật tin tức, mang lại các cái thông tin mới, các cái sự kiện mới mang về tòa soạn để chúng ta có thể là biên tập và đưa tin tức đến công chúng. Vậy những cái kỹ năng cơ bản khi mà chúng ta tiếp cận với viết tin thì sẽ như thế nào? Thứ nhất, khi chúng ta viết tin cho báo chí thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc. Đó là các cái sự kiện mới xảy ra, cái sự kiện đó gây cái chú ý cho công chúng, và sự kiện đó nó có ảnh hưởng, và cái sự kiện ý nó cũng có tác động đến cái lợi ích công chúng, cái những cái người mà cơ quan báo chí hướng đến, và những cái sự kiện nó cũng sẽ tạo ra các cái dư luận. Và như vậy là cái việc mà các cái phóng viên chúng ta lựa chọn các cái sự kiện đến các cái sự kiện đưa tin thì chúng ta phải chú ý đến những cái các cái nguyên tắc này để chúng ta bắt đầu viết tin. Thì khi mà chúng ta nhìn một cái sự kiện và chúng ta phản ánh viết tin cho cái sự kiện đó thì một cái nguyên tắc rất là quan trọng là phải đúng sự thật, và tin tức thường là được nhìn ở một cái góc độ khách quan. Viết tin phải ngắn gọn, và chúng ta nên ưu tiên cho những cái câu viết câu chủ động, và cái kết cấu của tin tức thì có thể có những cái kết cấu rất là linh hoạt. Thế thì đầu tiên khi mà chúng ta mới viết tin thì bao giờ cũng thường là sẽ thực hiện một cái tin theo một cái công thức viết tin người ta gọi là 5W1H. Thế thì nó cái công thức này nó sẽ rất là đơn giản, bởi vì thực ra khi mà chúng ta cung cấp tin tức cho công chúng thì nó sẽ trả lời cái câu hỏi của công chúng. Thường chúng ta muốn biết về một cái sự kiện ý, nó là cái gì, nó đang diễn ra ở đâu, thì chính cái công thức này nó là một cái câu hỏi mà công chúng hay hỏi khi mà có sự kiện diễn ra. Đó. Thế người ta hay hỏi những cái gì? Thì thứ nhất là cái gì? Nó diễn ra lúc nào? Đó. Ai tổ chức cái sự kiện ý, hay là ai gây ra cái hậu quả ý? Đó là những cái câu hỏi tiếp theo. Nó xảy ra ở đâu, và tại sao nó lại xảy ra, cái sự kiện tại sao lại xảy ra đấy. Và cuối cùng là người ta muốn biết sâu hơn là nó như thế nào đấy. Thì toàn bộ những cái câu hỏi này nó như là một cái công thức để cho phóng viên chúng ta bám vào, và cái sự kiện nào chúng ta cần đưa như thế nào. Thế thì cái công thức này là chúng ta sẽ áp dụng như thế nào? Không phải là tất cả những cái tin tức chúng ta đều trả lời tất cả những cái câu hỏi như thế này, mà nó tùy vào cái mức độ ảnh hưởng của cái sự kiện, tầm quan trọng sự kiện
và cuối cùng là cái nhu cầu muốn biết của công chúng với cái sự kiện như thế nào, thì chúng ta sẽ viết tin đáp ứng những cái đó. Do đó là có thể chúng ta viết những cái tin vắn, tin nó chỉ có một hai câu thôi, thì nó chỉ là cái gì đang xảy ra, nó xảy ra vào lúc nào. À, thế thế là đã xong một cái tin vắn rồi. Thế còn một cái tin nó đầy đủ hơn với một cái công thức như thế này, thì với những cái sự kiện mà có cái ảnh hưởng đến công chúng, thì chúng ta có thể trả lời rất nhiều các cái câu hỏi của công chúng. Đấy. Và từ những cái công thức ý thì tôi sẽ đưa ra một cái vòng tròn tin tức. Cái vòng tròn này có nghĩa là thế nào? Chúng ta có rất nhiều những cái yếu tố để mà cái người phóng viên sẽ bắt đầu viết tin của mình. Tôi có thể bắt đầu viết tin bằng sự kiện là cái gì đang diễn ra. Tôi cũng có thể viết tin bằng cái thời gian. Ví dụ tôi viết là ngày 12 tháng 6 năm 2021, thì như vậy là tôi đang bắt đầu từ cái điểm thời gian. Đấy. Thế tôi cũng có thể lại bắt đầu viết tin bằng một cái điểm khác. Tôi xoay cái vòng tròn, tôi xoay cái hậu quả lên đầu. Tôi sẽ viết là hậu quả 2 người chết, 3 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra sáng nay. Như vậy tôi nói hậu quả đầu tiên, chứ tôi lại không nói là sáng nay ngày bao nhiêu một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm cho 2 người chết, 3 người bị thương. Thế thì như vậy là chúng ta có nhiều cách. Đấy. Thế thì hay là tôi lại bắt đầu viết tin bằng một cái địa điểm cơ nhé. Tại Hà Nội sáng nay. Đấy, thế thì đấy, cái địa điểm được lên lên hàng đầu nhé. Hay là chúng ta lại bắt đầu viết tin bằng một cái chủ thể cơ. Tòa án nhân dân huyện, tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân thành phố vừa ra quyết định ABC. Đấy, thế thì tôi lại bắt đầu tin tức bằng một cái chủ thể. Như vậy là khi mà tôi khái quát cái vòng tròn tin tức thì muốn nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ bắt đầu viết tin bằng những cái tư duy, bằng những cái cách thức tiếp cận khác nhau. Tại sao ta lại đặt yếu tố thời gian? Tại sao tin tức người ta lại hay bắt đầu viết là ngày này, thậm chí là vào giờ này? Thế thì yếu tố thời gian tại sao trong tin tức là các phóng viên hay 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 đưa lên làm những cái câu viết đầu tiên? Thì bởi vì tin tức là cập nhật mang tính thời sự, mà thời sự thì người ta cần phải biết cái thời gian nó là lúc nào. Chứ nếu tin nó lại là viết năm trước, tháng trước, tuần trước thì nó không còn cái độ nóng của thời sự nữa. Do đó người ta chỉ cần nhìn vào cái tin, người ta thấy là rất là mới hôm nay, thì người ta sẽ tiếp tục đọc cái tin đó. Như vậy rất nhiều những tin tức thì người ta sẽ bắt đầu bằng thời gian. Thế còn với những cái tin tức kiểu như là ảnh hưởng đến cuộc sống con người, như là tai nạn, như là lũ lụt, bão lũ, hoặc là động đất sập nhà, thì rất có thể người ta lại quan tâm đến cái hậu quả của nó đầu tiên. Đấy là những cái chi tiết. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là từ những cái như thế này thì chúng ta sẽ đi đến một cái vấn đề là cái cấu trúc. Đó. Người ta viết tin theo một cái cấu trúc, và trong cái lý thuyết người ta gọi là cấu trúc tam giác ngược. Tam giác ngược thì thực tế là chúng ta phải quay quay ngược cái tam giác lên. Đó. Cái đỉnh thì quay xuống dưới, nhưng ở đây thì tôi vẫn giữ theo cái chiều như thế này, nhưng chúng ta hiểu cái khái niệm tam giác ngược là như thế nào. Ở đây thì tôi giữ cái này, thì tôi nghĩ là tin tức nó như cái mũi tên đấy. Phần đầu của cái mũi tên là những cái giá trị quan trọng nhất, nó có thể là rất ngắn gọn nhưng nó quan trọng nhất thì được đưa lên trên đầu tiên. Tiếp theo là những chi tiết quan trọng, những chi tiết ít quan trọng hơn thì chúng ta cứ lần lượt đưa vào, và nó như một cái mũi tên đó. Thì mũi tên nó càng ngắn gọn thì nó sẽ bay rất là nhanh, còn nếu chúng ta đã viết tin nó dài quá, nó nhiều quá, viết rất là nhiều thì nó như cái mũi tên đó. Thế thì ở đây tôi biến cái cấu trúc hình tam giác ngược để nó như một hình mũi tên để chúng ta dễ tưởng tượng. Thế thì cái phần đầu mũi tên là chi tiết quan trọng nhất, và cấu trúc tam giác ngược chính là như vậy. Tức là những cái gì quan trọng thì đặt lên trên đầu, và những ít quan trọng thì chúng ta cứ lần lượt. Và như vậy viết tin là lựa chọn chi tiết để chúng ta phản ánh trong cái tin đó. Và cái cấu trúc này khi chúng ta viết nó có lợi gì cho ban biên tập? Là khi chúng ta gửi cái tin về ban biên tập thì người ta có thể rất nhanh
Nếu như người ta muốn là đưa tin ngắn thôi thì người ta sẽ cắt cái phần đuôi đi. Đó, những cái chi tiết ít quan trọng thì được cắt đi, và cái phần đầu tin tức vẫn cứ đảm bảo một cái tin cho báo chí, và đây người ta gọi là cấu trúc tam giác ngược. Đó. Thế thì khi chúng ta đã chọn cách, đây cũng là cái cách viết tin rất là phổ biến hiện nay, viết tin hiện đại, để cho cái người biên tập người ta dễ dàng nhận ra những cái giá trị quan trọng nhất của tin tức nó nằm ở cái phần đầu, thì đấy gọi là cấu trúc tam giác ngược. Đó. Và chúng ta sẽ viết tin như thế nào thì có mấy cái mà chúng ta lưu ý. Thứ nhất là mỗi một cái sự kiện mà khi có chủ thể thì chúng ta phải xác định cái chủ thể phải thật là đúng tên, bởi vì là khi mà chúng ta đã viết ra từ ngữ và đăng ở trên báo chí thì cái độ chính xác rất là quan trọng. Do đó cái tên của chủ thể, ví dụ là nếu chúng ta đến hỏi là đây là cái đơn vị nào tổ chức, người ta bảo chúng tôi là công ty ABC, nhưng nếu đúng là tên đầy đủ có thể nó lại là công ty trách nhiệm hữu hạn ABC chứ không phải là công ty ABC. Đấy, thế thì đấy gọi là phải đúng cái tên tên như vậy. Thứ hai là chúng ta luôn phải xác định là khi đã có chủ thể thì cái hành động của họ làm gì, hành động làm gì thì nó phải 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 rõ ra ai làm gì. Đấy, và thứ ba là chúng ta xem cái hành động, những cái sự kiện tổ chức đó có ảnh hưởng đến ai không, thì cái ảnh hưởng ấy chính là chúng ta cái người phóng viên chọn lựa cái góc độ để đưa tin. Và cái vấn đề thứ tư là từ cái góc độ ý thì chúng ta sẽ lựa chọn đâu là chi tiết quan trọng, thì người phóng viên phải chú ý để khai thác các cái chi tiết quan trọng ở trong cái sự kiện đó. Đấy. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ, một cái tin trên cái báo Pháp Luật. Ở đây thì tôi lấy bất kỳ một cái tin để làm ví dụ và phân tích thôi. Mà cái tin trên báo Pháp Luật thì có đăng là sáng 14 tháng 9 bức xúc trước tình trạng mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải cày nát đường gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân xã Phước Tân của Biên Hòa. Người dân đã đưa ra nhiều dụng cụ ra để ngăn đường và không cho xe lưu thông. Người dân dùng đá, vỏ xe, thùng phi, rào chắn và cả máy cày ô tô làm vật cản không cho xe tải lưu thông qua lại. Hàng chục chiếc xe tải ra vào khu vực mỏ đá Tân Cương phải đứng nối đuôi nhau thành hàng dài. Đây là tuyến đường vào khu mỏ đá Tân Cương, xã Phước Tân. Dân đã nhiều lần phản ánh kiến nghị lên các cấp chính quyền, yêu cầu đơn vị khai thác phải duy tu sửa chữa đường nhưng chưa được đáp ứng. Theo lãnh đạo xã Phước Tân, ngay sau khi dân chặn đường, xã đã liên hệ với các đơn vị khai thác mỏ đá, yêu cầu họ có trách nhiệm với việc làm hư hỏng đường trước đây, và các đơn vị đã khai thác mỏ đá có sửa chữa nhưng chưa đạt yêu cầu. Và ở đây thì chúng ta mới lướt qua, thì mỗi một cái ô này tôi phân ra nó cũng như là một cái cách lựa chọn các cái chi tiết. Thế thì nhìn lại tất cả các cái chi tiết này thì chúng ta sẽ thấy góc nhìn của phóng viên khi đưa tin về cái sự kiện này, thì đa số là các cái chi tiết này phản ánh cái hành động của người dân phản ứng lại một cái việc làm của một cái công ty khai thác đá. Thế thì đây là cái góc nhìn tôi cho là nếu đọc toàn bộ cái này thì sẽ chúng ta sẽ thấy cái lợi ích và những cái ảnh hưởng, thì rõ ràng là cái lợi ích của người dân có vẻ được đặt lên. Đấy. Còn nếu mà một phóng viên đến đây mà chúng ta lại lựa chọn chi tiết khác, tôi lấy ví dụ nếu như mà chúng ta chọn các cái chi tiết mà nó sẽ có cái ảnh hưởng tốt cho doanh nghiệp, thì tôi sẽ chọn chi tiết rằng đây là một cái dự án khai thác đá đã triển khai và tạo ra nhiều công ăn việc làm, hoặc là công ty trong 10 năm qua đã nộp thuế cho nhà nước ABC, giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều người. Thì đấy là cái góc nhìn và cái chi tiết nó sẽ làm cho cái doanh nghiệp, cái lợi ích của doanh nghiệp lại có vẻ là được nhìn nhận. Thì đấy là cái cách thức, cùng là một sự kiện thôi nhưng mà chúng ta lựa chọn những cái chi tiết nào để đưa lên. Đấy. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái mô hình viết tin theo cấu trúc tam giác ngược là một trong những cái cấu trúc rất là phổ biến hiện nay. Đấy. Và nó dễ dàng cho những cái người biên tập ở nhà có thể là biên tập tin tức cắt bớt đi.
Và làm thế nào để chúng ta viết được cấu trúc tam giác ngược thì chính là cái cách thức chúng ta tiếp cận các cái số liệu quan sát ở hiện trường để chúng ta có thể là đưa vào chi tiết ở trong tim. Và bây giờ thì tôi xin tạm dừng cái phần lý thuyết viết tin ở đây để chúng ta lại tiếp tục thảo luận và thực hành viết tin tức.